Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Hôm nay Ambeshop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Zippo, một mẫu có mã hàng là Z97. Anh em vui lòng vào website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z97 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm nhé. Đây là một mẫu Zippo Z97 này, màu đen sơn tĩnh điện, đen hơi hơi bóng một chút, sơn tĩnh điện, sơn tĩnh điện rất là bền nhé. Cầm cảm giác trên tay nó cũng rất là lạnh nhám, rất là thích luôn. Đấy, đây là mộc đáy. Ame Shop thì chuyên cung cấp đời số mới, thế nên là anh em có thể là tự kiểm tra nhé. Đấy, anh em có thể là bật chế độ Full HD để theo dõi, rất là sắc nét luôn. Đấy, cực kỳ sắc nét, chất lượng tốt, tiếng kêu cũng rất là hay, rất là trong, bật rất là nhẹ nhàng đấy, không phải như một số shop là phải hất thật lực để cho nó có cái âm thanh hay. Đây, em bật rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, đây nhìn không, bật rất là nhẹ nhàng và đơn giản luôn, tiếng kêu cũng đã rất là hay rồi, không cần phải diễn quá nhiều như các show khác làm clip. Đấy, đây là mộc đáy này, à mộc đáy đây. Đấy, cần cam, lưỡi gà, rồi bánh xe, buồng đốt, anh em có thể quan sát nhé. Đấy, đây hơi bóng một chút đấy. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới cái video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể truy cập website ambe.vn để đặt hàng luôn ở trên website nhé. Đấy, hoặc là anh em có thể gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.